Linh Motor xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều vui vẻ. Đấy, thì hôm nay cái clip này là tôi đang có con động cơ đây. Đấy, lại tiếp tục cái clip mà vào dây liền khuôn nha các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà để mình chọn những cái đầu ABC XYZ nó nằm ở những cái vị trí nào để khi là chúng ta cho điện vào động cơ là nó hoạt động được bình thường nha các bạn nhé. Các bạn chờ tôi chút để quay camera lên đã. Rồi, đây, khi chúng ta đã quấn liền khuôn xong thì là nó sẽ ra được 6 đầu dây ở một bên ngoài như này. Đấy, thấy không các bạn? Đây, nghĩa là nếu mà khi chúng ta nối thì mình sẽ nối mất 9 cái điểm này vào thì là thứ nhất là nó rất nhiều mồi nối, nhìn nó không được đẹp mắt nha các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy đầu ra như con này chạy sao thì là tôi sẽ trụ sao ở trong, trụ sao bên trong luôn nhé các bạn. Rồi, bây giờ tôi sẽ cạo dây và đấu luôn. Đây là được cái đầu A. Tôi lấy một cái ở ngoài cùng phía này nhé các bạn nhé. Đầu A này. Để mình cho một pha nó ra ngoài. Được một đầu. Đấy, các bạn luồn ống gen vào. Các bạn chờ tôi chút đi tìm cái dây điện để nối. Rồi lại tiếp tục. Tôi sẽ nối luôn nha các bạn nhé, để các bạn dễ hình dung. Đây, mình sẽ lôi được pha này là pha A đây. Hoặc là U1 đấy. Pha U A hay U gì nó cũng giống nhau hết. Đến pha số 2, nó thò ra 6 đầu dây liền nhau ở đây nha các bạn nhé. Khi chúng ta vào là 3 đầu này, đó là pha thứ 1 này, pha thứ 2 và pha thứ 3. Thì là mình vào tiến theo đây là ok rồi nhá. Đến pha thứ 2 này, các bạn chọn cho tôi cái pha này. Cách một cái nhá, cách một cái. Mình lấy được pha B. Pha B hay là pha V đấy, V1 đấy. Lại luồn ống gen vào. Đây, pha thứ 3 tôi tận dụng lại cái dây cũ này, không sao, nó vẫn ok. Đấy, đến pha C nhá. Pha C thì các bạn lại cách cái pha B này một cái. Đây, chúng ta lấy cái
đầu này làm pha C. Chúng ta lôi ra ngoài. Được rồi, đấy thì nó có chúng ta đã lấy được 3 pha đây, như lúc đầu tiên nhá, đầu tiên mình vào 3 pha liền nhau ấy, 3 pha này, pha 1 này, pha 2, pha 3, nhẽ ra đây nó phải là 3 cái điểm đầu, đúng không các bạn? Thì bây giờ mình sẽ không lấy thế, mình sẽ cho đây là những cái điểm đầu mà khi đấu lối là nó sẽ chạy đều theo hình này, theo cái chiều này, chiều kim đồng hồ đấy. Thì đến khi chúng ta đấu xong ấy thì là mình sẽ lấy hai cái này, vẫn là cái điểm đầu này của hai pha này, pha A và pha B này, dòng điện nó vẫn chạy theo chiều như thế này nha các bạn nhá. Đến cái pha thứ ba, đến cái pha thứ ba mình lấy ấy, thì cái điểm đầu mình lại lấy nó ở đây, nó sẽ chạy ngược chiều đây này các bạn này, đây này, đầu ra của nó ở đây, nối lên đây, xong được đầu ra ở đây, nối lên đây, xong lại được đầu ra ở đây, nối lên đây, và lại ra được cái này, ra được cái đầu này, thì mình sẽ cho nó chạy ngược lại đấy. Như vậy là cách chọn 3 cái đầu đầu ra nó của con động cơ khi chúng ta vào liền luôn, liền như như cái clip liền khuôn tôi vừa quay xong ấy. Đấy, rồi còn ba cái điểm này là chúng ta sẽ tôi sẽ trụm sao vào nha các bạn nhé. Thì tôi sẽ cạo ở đây. Mà tôi cạo luôn đi. Để mình trụm bên trong. Cho nó chạy hình sao. Tại vì con động cơ này nó có 30 vòng nha mà các bạn. 30 vòng dây 1 ly 05 với cả dây 1 ly. Rồi, bây giờ tôi luồn ống gen vào rồi tôi nói tiếp cái cách chọn chạy tam giác cho các bạn luôn. Chạy hình tam giác nhé. Các bạn xem clip của Linh Motor thấy nó hay hữu ích thì là đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ clip để ủng hộ cho Linh Motor nha các bạn nha. Được rồi, đấy, tí nữa là con này chạy sao thì tôi sẽ trụm ba cái đầu này lại. Còn bây giờ nếu mà khi chúng ta chọn tam giác mà như tam giác thì động cơ tôi hay làm cho những xưởng của Trung Quốc, rồi là xưởng nhà xưởng của dân mình thôi, họ không có kỹ sư thì tôi cũng chỉ có lôi ra ngoài là 3 giây thôi. 3 giây đấy thì là khi các bạn trụm tam giác
thì là nó sẽ có một điểm đầu và một điểm cuối nối vào với nhau. Đấy, như các bạn xem trên cầu đấu đấy, U1 với cả lối với cả W2 này, V1 với cái U2 này, W1 với cả cái V2. Đấy, thì cứ đầu của pha thứ nhất đối với đuôi của pha thứ hai hoặc là đuôi của pha thứ ba cũng được, chụm lại với nhau, cứ đầu một đầu của pha này với cả một đuôi của pha kia vào với nhau thì ra sẽ ra là được ba cặp thì chạy tam giác. Thì đây như con này, ví dụ mà các bạn mà muốn đấu tam giác ở bên trong ấy, thì các bạn sẽ chọn hai cặp này là được một đầu này, và hai cặp ở giữa này được một đầu nữa, hai cặp này được một đầu nữa. Đấy là đối với là xếp và đấu lối như tôi vào liền khuôn con này nha các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn mà vẫn cứ đấu bình thường ấy thì sẽ phải lấy hai cái ngoài cùng này. Đấy, đấu mà các bạn đấu mà nhìn những cái này nó hoa nó giải cân đều nhau ấy thì sẽ lấy hai cái điểm ngoài cùng này trụ với nhau được ra một đầu, và hai anh gần nhau này trụ vào nhau ra được một đầu. Nhưng như thế này tôi xếp như thế này thì mình chỉ cần chọn như thế này thôi. Đấy, sẽ được ba đầu ra là đấu trụ tam giác ở bên trong luôn. Đấy, thì clip hôm nay thì là tôi sẽ giới thiệu với các bạn là nó chỉ như vậy thôi. Thì các bạn xem clip thì đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ cho Linh Motor. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Đấy, hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip tiếp theo. Đấy, bây giờ tôi chỉ việc vặn ba cái này vào với nhau xong là đem đi hàn thôi là ok rồi. Như vậy nha các bạn nha. Hẹn các bạn vào những cái clip tiếp theo.